Chị có những cái sản phẩm nào để sáng hôm sau người em trắng sáng mịn màng không? Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái tips làm thế nào để làn da của chúng mình luôn trắng sáng và mịn màng. Khá là nhiều bạn đã yêu cầu mình làm cái video này, thế nhưng mà đến tận hôm nay thì mình mới ngồi edit lại cái video này cho các bạn. Có một bạn inbox hỏi mình là chị ơi, làm chị có những cái sản phẩm nào để mà em tắm trắng không, để sáng hôm sau người em trắng sáng mịn màng không? Thì là không bao giờ có nhé các bạn nhé. Nếu mà các bạn xem những cái quảng cáo người ta kiểu vò một tí trên tay xong rồi da tự dưng trắng muốt lên ấy thì là đấy chỉ là quảng cáo thôi, và là những cái thành phần nó tẩy trắng rất là kinh khủng, và các bạn chỉ cần dùng vài ba hôm thôi là làn da của bạn sẽ nát như tương bần luôn, cực kỳ dễ bắt nắng, cực kỳ yếu. Thậm chí mình nhìn thấy một số bạn đã dùng những cái loại kem trộn như thế rồi và có thể nhìn thấy cả gân xanh xanh ở dưới tay của các bạn nữa. Trắng ấy, các bạn có thể phân biệt giữa trắng dùng kem trộn và trắng dùng những cái sản phẩm tự nhiên, nó sẽ khác nhau. Ví dụ như các bạn dùng kem trộn thì các bạn thấy là có thể là cái làn da đấy nó rất là trắng, nhưng mà trắng như vôi, hầu như là không thấy cái sắc tố nào màu hồng hồng. Thế nên là hãy cẩn trọng với những cái thành phần kem trộn người ta ghi là trắng sáng tức thì nhá. Ok, vậy thì mình sẽ vào cái phần chính, đó là mình dùng sản phẩm gì để tắm, để dưỡng da cho nó trắng. Thì mình dùng cái sản phẩm của Koji Sun. Đây là một cái sản phẩm mà mình thấy rất là tốt, thực sự là làm trắng rất là tốt. Và không những làm trắng mà còn giúp giảm mụn lưng này, giúp trị mụn, những cái mụn viêm nang lông nữa, thì em này cũng có thể hỗ trợ. Em này mình thấy là một cái sản phẩm rất là tốt này, có cái giá thành không quá đắt, nhưng mà lại được rất là ít bạn review. Mình cũng không hiểu tại sao, nhưng mà em này tắm thực sự là thích. Và mình dùng em này đến cục thứ bao nhiêu rồi cũng không nhớ nữa. Bình thường nếu mà mọi người nhìn thấy cái tên Koji Sun này và cô Geisha này ở đây thì mọi người sẽ nghĩ đây là một sản phẩm của Nhật Bản đúng không? Nhưng mà không, đây là một cái sản phẩm của Philippines. Cái hãng này thì là một cái hãng của bên Philippines, và thường thì người ta sẽ hướng tới làm dưỡng trắng này, chống lão hóa này và chống nắng. Đấy là ba cái sản phẩm nổi bật của người ta, và mình thấy là đây là một cái em sản phẩm mà mọi người nên tham khảo. Ở bên trong của em này thì là một cái cục xà bông như vậy, màu da cam, và mùi hương thì rất là dễ chịu. Thật sự là tắm xong em này người cứ thoang thoảng cái mùi thơm ấy, rất cực kỳ là dễ chịu luôn. Nhưng mà có một điểm mà mọi người nên lưu ý ở em này là em này tắm hơi bị hao. Nghĩa là khi các bạn tắm thì em này có thể hết hơi nhanh một chút. Thế nhưng mà cái tác dụng em này để lại trên da thì cũng khá là ok. Bình thường các bạn sẽ thấy là những cái sản phẩm dưỡng trắng thì thường người ta sẽ có alpha butin này hay là vitamin C. Còn riêng em này thì em này chứa cái chất là kojic acid. Kojic acid thì rất là nổi tiếng trong cái chuyện là làm trắng da và chống oxy hóa cho da. Kojic acid thì là một cái chất mà được bên Nhật Bản người ta khám phá ra. Thì kojic acid là một cái chất có trong cái loại gạo mà để người ta nấu rượu sake ấy. Em này có cái khả năng là sản sinh ra enzyme và ức chế cái sắc tố đen melanin ở trên da. Da của chúng mình sẽ trở nên hồng hào và trắng mịn hơn. Đó, thì em ấy có thể là áp chế những cái sắc tố đen trên da của bạn và làm cho da của các bạn trắng lên từ từ. Gọi là tắm trắng thôi, chứ không phải là các bạn tắm rồi ngày mai các bạn lột da ra thành da trắng đâu. Không phải như thế, mà các bạn phải tắm em này rất là kiên trì thì em này sẽ giúp cho cái làn da của các bạn nó sẽ trở nên hồng hào hơn. Hồng hào hơn thôi, chứ không phải là trắng một phát là trắng bóc như kiểu là đi tắm trắng hay tặng trắng như Ngọc Trinh thì không phải đâu nha mọi người. Ngoài kojic acid thì em này còn chứa dầu dừa này. Các bạn cũng biết là dầu dừa có cái khả năng là dưỡng ẩm cho da rất là tốt đúng không? Trong đó còn có cả tea tree oil. Cái này có thể hỗ trợ các bạn trong việc là điều trị mụn lưng này. Một số bạn mà tắm những cái xà phòng bình thường mà không hết mụn lưng thì có thể thử em này. Maybe là nó có thể giúp cho các bạn hết mụn lưng. Nói chung là hết hay không thì nó còn tùy vào cơ địa của các bạn nữa. Thế nhưng mà mình thấy khá là nhiều người bảo là em này hỗ trợ điều trị rất tốt cho việc là hết mụn lưng đó mọi người. Và trong này thì không chứa paraben, cực kỳ an toàn cho làn da. Em này an toàn đến độ là các bạn có thể dùng cho da mặt nữa. Tuy nhiên đối với cái bạn nào mà có cái làn da mặt nhạy cảm thì mình khuyên là các bạn nên thử một chút trước khi mà các bạn thoa lên mặt. Còn thực sự là mình highly recommend các bạn sử dụng cái em này cho body thôi. Và nhất là những cái bạn nào mà hay bị thâm bẹn này hay là thâm nách này, các bạn có thể trà trực tiếp em này lên trên da. Khi mà các bạn trà cái em này lên da, và nhất là những cái chỗ ví dụ như vùng khuỷu tay này, hay là vùng đầu gối, hay là vùng bẹn bị thâm, thì các bạn có thể dùng em này để massage khoảng tầm 2 cho đến 5 phút, và sau đó các bạn tắm nhẹ nhàng lại bằng nước là được. Ngoài ra thì em này có thể tẩy da chết nhẹ nhàng nữa, nên bạn nào muốn tiết kiệm cái việc là mua
một cái sản phẩm tẩy da chết thì các bạn có thể chỉ cần sử dụng một em này thôi là cũng có thể giúp cho các cái làn da của các bạn trắng lên rồi. Em này sẽ có mức giá dao động từ 110 cho đến 150k. Nói chung là nó sẽ dao động vào trong khoảng đó, thì tùy vào cái việc là người ta nhập ở đâu ấy, cái nguồn hàng ở đâu thì nó sẽ có mức giá dao động như thế. Nhưng mà nói chung là nó cũng không chênh lệch quá nhiều. Và thực sự thì cái giá 150 thì cũng là không quá đắt cho một cái miếng xà phòng mà có thể giúp các bạn da của các bạn trắng lên, đúng không? Tuy nhiên một nhược điểm của em này đó chính là sau khi các bạn tắm xong thì các bạn có thể cảm thấy là nó hơi khô khô trên da một chút. Thì cái chuyện đấy là cũng là bình thường, rất là bình thường thôi. Thì các bạn sẽ phải dùng kèm với một loại lotion. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một loại lotion mà mình dùng. Thì em này là của Watson. Đây là một cái loại lotion mà mình thực sự rất là thích. Em này là lotion yogurt Việt Quất, sữa chua Việt Quất đó mọi người, giống như thế. Và thực sự là em này, trong em này còn có cả vitamin E nữa. Mà các bạn cũng biết là vitamin E nó sẽ giúp làm trắng cái da body của các bạn, hỗ trợ thôi. Đó, thì sau khi mà các bạn tắm xong thì các bạn pump em này ra cho mình và các bạn xoa lên tất cả cái body của bạn, chỗ nào các bạn cũng xoa cho mình nhá. Em này to như vậy mà có giá cực kỳ rẻ, chỉ hơn 100 nghìn một chút thôi. Và dùng được cực kỳ lâu luôn các bạn. Và cái mùi của em này thì thôi rồi, như kiểu các bạn đang ăn sữa chua Việt Quất á. Thì cái chất của em này để mình pump ra cho các bạn xem nhé. Em này có một cái màu hơi tím tím như thế này, đúng màu của Việt Quất luôn. Và khi mà các bạn xoa em này lên thì em này thấm rất là nhanh trên da và làm cho cái làn da của các bạn cực kỳ mềm mại luôn. Sau khi các bạn tắm bằng cái em Cochisan kia thì các bạn hãy dùng em này để xoa lên luôn. Thì làn da của các bạn sẽ cực kỳ mịn màng và dần dần em nó sẽ trắng lên thôi. Em này được điều chế đặc biệt từ Hydrocyte Milk Protein và nguồn dồi dào amino acid. Thì em này có thể giúp cấp nước và làm mềm da. Và cái thành phần sữa chua Việt Quất ấy thì nó rất là giàu vitamin và nó có thể kiểu hồi phục làn da ấy. Nhất là bạn nào khi mà đi ra nắng, nghĩa là cái khoảng thời gian các bạn đi ra nắng nhiều mà các bạn bị khô da, các bạn bị cháy nắng thì các bạn bôi ngay em này vào cho mình thì cái làn da của các bạn sẽ được hồi phục và nó sẽ đỡ bị bỏng rát hơn ấy. Thực sự là em này rất là tốt và dùng rất là dôi và giá rất là rẻ. Tiếp theo về vấn đề làm thế nào để trắng từ bên trong ra bên ngoài thì hồi trước khi mà mình giới thiệu cho các bạn làm thế nào để làm trắng da mặt ấy thì mình cũng đã giới thiệu cho các bạn cái em này rồi. Đó là em thuốc làm trắng của DHC. Tèn tèn. Đây là một cái em nói chung là gọi thế nào nhỉ? Em này là em thực phẩm chức năng. Đó, thì em này có chứa này, bột ý dĩ này, dầu thực vật này, vitamin E này, các bạn thấy không? Tất cả các sản phẩm làm trắng nào hầu như cũng sẽ chứa vitamin E. Dầu đậu nành, dầu cải, dầu ngô, dầu hướng dương, dầu bông. Và có dầu ô liu này, sáp ong này, acid glycerin, acid béo, gelatin glycerin. Thì tất cả như thế này nó sẽ vừa đủ một viên cho các bạn để các bạn uống. Thì ở đây có rất là nhiều loại, ví dụ loại 30 viên, loại 100 viên gì đó mình không nhớ. Thì các bạn có thể lựa chọn cái loại dùng thử, các bạn có thể mua một cái loại nhỏ thôi chẳng hạn. Thì em này có giá thành cũng rất là phải chăng, hình như là tầm rơi vào hơn 300 gì đó. Thực sự là mình thấy là bạn nào mà da ngăm đen ấy thì những cái mà ở bên ngoài thì nó cũng chỉ hỗ trợ cho các bạn một phần thôi. Còn nếu mà các bạn muốn trắng từ trong ra ngoài thì các bạn nên dùng thêm em DHC này. Đối với những bạn da bình thường không quá đen thì các bạn uống duy trì một ngày, một viên một ngày cho mình. Uống duy trì như thế khoảng tầm 3 tháng, sau đó các bạn dừng và các bạn lại uống một cái liệu trình tiếp theo. Đối với những bạn nào mà da nó bị đen quá, bị thâm sạm quá thì các bạn sẽ uống theo cái tỷ lệ như thế này. Một tuần đầu thì các bạn sẽ uống một viên, cho đến khi nào mà cơ thể các bạn thích nghi với lại cái thuốc DHC này rồi thì các bạn sẽ tăng lên uống 2 viên một ngày trong vòng 2 tuần thôi. Và sau 2 tuần này các bạn lại duy trì về uống 1 viên một ngày cho mình. Đối với những cái bạn mà bị thâm sạm quá đó thì các bạn chú ý là như thế. Các bạn chỉ nên uống 2 tuần nhé. 2 tuần là 2 viên một ngày thôi, chứ không được uống quá nhiều, không được uống 2 viên cho hết cả cái chu kỳ đó. Ok, chỉ uống 2 tuần 2 viên, sau đó các bạn quay về duy trì là 1 viên một ngày cho mình. Và nhớ là uống với nước ấm, chứ đừng uống với nước lạnh nhá. Thì uống vào buổi nào, có một số bạn hỏi là uống vào buổi nào thì các bạn nên uống trước khi đi ngủ. Trước khi đi ngủ thì các bạn sẽ uống 1 viên này cho mình. Và các bạn uống thì các bạn không được uống ngắt quãng. Các bạn phải uống liên tục 3 tháng cho mình thì các bạn mới thấy sự cải thiện của làn da. Còn nếu mà các bạn uống được 1 tuần, các bạn lại nghỉ 1 tuần, sau đó các bạn lại uống tiếp thì nó hoàn toàn là không có cái tác dụng gì đâu. Cho nên muốn trắng da thì nên uống duy trì 3 tháng 1 và sau đó sau 3 tháng thì dừng. Và dừng khoảng 1-2 tháng, sau đó thì các bạn lại uống tiếp tục 3 tháng nữa. Chẳng hạn như thế. Thì cho đến khi nào các bạn hài lòng với cái làn da của mình thì các bạn có thể dừng. Thì trên thị trường có rất là nhiều cái loại khác nhau để làm trắng da. Thế nhưng đối với mình thì mình thấy em này vừa tiền và có cái tác dụng khá là tốt trên cái làn da của mình, nên là mình cũng highly recommend các bạn cái sản phẩm này. Ok, đã xong phần tắm cho nó trắng rồi và
phần uống rồi thì chúng mình vẫn cần phải có một loại kem nữa để cái làn da của chúng mình trông trắng trẻo hơn. Thì mình dùng cái loại kem này của Hàn Quốc. Đây là của hãng LB Cosmetics. Thì nếu mà các bạn không biết hãng này thì mình sẽ để link ở bên dưới cho các bạn tham khảo cái trang web chính thức của người ta. Em này thì có chất xuất từ lô hội này, từ bơ chi gì, có tác dụng làm trắng rất là tốt. Và sữa tươi, lô hội, trà xanh đều là những cái nó rất là tốt cho cái làn da của mình. Đóng vai trò vừa là dưỡng ẩm này, vừa giúp cái làn da của mình nó trắng hơn từ từ. Em này thì mình cũng đã dùng khá là lâu rồi, đây là cái tiếp thứ hai của mình rồi. Bên trong của em này thì có một cái chất trắng trắng như thế này. Và thường thì mình sẽ dùng em này vào buổi tối trước khi đi ngủ ấy. Thì mình sẽ dưỡng trắng bằng cái em này và chỉ dùng một lần một ngày thôi. Em này đặc điểm là có một cái mùi nó thơm, thơm như mùi bơ sữa đó mọi người. Thơm mà gọi là nhức nách luôn. Ban đầu tiên mình dùng thì em này có một cái mùi thơm hơn, nó hơi thái quá ấy. Và nói thật với các bạn, mới đầu mình đi ngủ ấy thì mình không thể ngủ được vì em này mùi nó kiểu thơm quá là mình không ngủ được ấy. Thế nhưng mà sau này khi mà mình tiết chế hơn, mình bôi cái lượng kem vừa đủ lên trên da thôi thì em này có một mùi thơm thoang thoảng cực kỳ thích luôn. Bạn nào mà muốn tìm một cái loại kem mà vừa dưỡng trắng này, vừa giúp cơ thể mình thơm tho này, thì mình cũng highly recommend em này cho các bạn nhé. Thấm vào da cũng rất là nhanh và cũng không hề gây vết dính, không hề gây một chút nào khó chịu trên cái làn da của chúng mình hết. Nó mềm mịn như bơ luôn đó mọi người. Đó, trong em này còn có cả ngọc trai nữa, cái tinh chất ngọc trai. Thì ngọc trai thì nó cũng có mặt trong khá là nhiều những cái loại mà dưỡng trắng cho các bạn ấy. Thì em này có cái tác dụng dưỡng ẩm rất là tốt trên cái làn da của mình. Và dần dần ấy thì cái làn da của mình nó cũng trắng lên. Thế nhưng mà cái tác dụng nó rất là lâu, thì phải dùng đến cái tuýp thứ hai thì mình mới thực sự là thấy cái da mình của nó trắng hơn so với hồi trước. Đây không phải là một cái sản phẩm nâng tông da nha các bạn. Khi mà các bạn bôi lên thì các bạn sẽ không thấy nó trắng bệch như kiểu bạch tuyết đâu. Nó sẽ không giống như cái dòng Snow White. Đó, thì cái dòng đó thì khi các bạn bôi lên thì các bạn có thể thấy là cái làn da của bạn sẽ được nâng tông. Đó, nhưng mà em này thì không nâng tông mà em này sẽ dưỡng cho làn da của bạn, nó sẽ chuyển biến dần dần theo thời gian. Cái tốc độ làm trắng của nó vừa phải, không nhanh quá, không gây lột da, không gây kích ứng da thì mình mới review cho các bạn. Và cái em này thì cũng đã được kiểm nghiệm bên Da Liễu rồi, thế nên là yên tâm sử dụng thôi. Sau bao nhiêu cái mà mình đã bôi lên trên da và làm cho da của mình nó trắng sáng hơn rồi thì mình phải bảo vệ nó. Thì các bạn phải bôi kem chống nắng. Trên thị trường có rất là nhiều loại kem chống nắng mà dành cho body. Ví dụ như một số cái kem chống nắng cho da giống như là Anessa chẳng hạn. Nhưng mà mình thấy là em này nó hơi đắt. Những bạn nào mà đang sinh viên thì khi mà các bạn mua những cái kem chống nắng nó đắt như thế thì có thể là các bạn sẽ không đủ điều kiện tài chính để các bạn mua. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái loại lotion mà mình hay dùng để vừa dưỡng trắng da, vừa bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời. Thì mình dùng cái loại này của Nivea. Các bạn cũng biết là Nivea có cái giá thành nó rất là phải chăng, nó không quá đắt. Thì em này là extra white, có nghĩa là thêm trắng cho các bạn luôn. Và có thể repair, có nghĩa là có thể giúp cho các bạn phục hồi cái làn da của mình. Và protect, có nghĩa là bảo vệ. Thì em này có chỉ số SPF là 50. 50 là có thể bảo vệ các bạn 98% dưới cái tác động của ánh nắng mặt trời rồi. Em này là tinh chất dưỡng thể, giống như là một loại serum ấy. Những cái loại serum này thì nó sẽ thấm nhanh vào làn da hơn và mình cảm giác là nó không nặng da, nó không gây nhớn giết da như một số loại kem chống nắng khác. Cho nên là mình chuyển sang dùng cái loại serum này. Dạo gần đây thì mình cũng không phải đi ra ngoài đường quá nhiều, thế nên là những cái loại serum như thế này là vừa đủ cho mình để bảo vệ cái làn da. Và thậm chí khi mà các bạn ngồi ở trong nhà, thì mình biết nhiều bạn ngồi ở trong nhà các bạn sẽ không bôi kem chống nắng đâu. Thì em này các bạn hãy coi như là một cái loại kem dưỡng da của các bạn đi. Và các bạn hãy bôi, thậm chí khi ở trong nhà thì các bạn cũng phải bôi em này lên. Thì em này có thể giúp cho các bạn vừa chống nắng, vừa làm sáng da của các bạn. Nó sẽ phục hồi những cái làn da nào mà kiểu bị cháy nắng quá nhiều ấy. Thì em này vừa bảo vệ và vừa phục hồi cho cái làn da của các bạn, cho nên nó trở nên trắng sáng hơn. Em này chứa chất xuất từ quả camu camu. Và nói chung là cái quả này thì nó chứa rất là nhiều vitamin C. Nó phải gấp 50 lần so với những cái loại thông thường. Thì sẽ giúp phục hồi và dưỡng trắng da của các bạn. Và mình cũng sẽ cho các bạn xem bên trong của em này nhé. Chất kem của em này thì cũng trắng trắng lỏng lỏng như vậy thôi. Và thực sự là thấm rất là nhanh trên làn da của các bạn. Và có thể bôi diện rộng mà nó không gây nhón rít da, không gây khó chịu, bít tắc cái lỗ chân lông của các bạn ấy. Thì cái dạng serum như thế này thì nó sẽ giúp cho cái làn da của các bạn nó rất là dễ chịu, nó thông thoáng, dễ thở. Và các bạn nên nhớ này, các bạn muốn dưỡng trắng da thì các bạn phải bảo vệ nó.
Đó, cho dù các bạn có uống thuốc trắng da, các bạn có làm cái gì để da cho các bạn trắng lên mà các bạn không bảo vệ nó thì cũng bằng không. Bôi kem chống nắng rồi nhưng mà mình vẫn lưu ý cho các bạn là các bạn nên mặc áo chống nắng khi mà các bạn đi ra ngoài và ngồi trong nhà tiếp xúc với những cái tia ở máy tính các thứ thì các bạn cũng vẫn phải bôi kem chống nắng này để bảo vệ làn da. Cái video làm trắng của mình đến đây là kết thúc rồi. Đấy là một vài cái sản phẩm mà mình dùng để apply lên cái làn da của mình, làm cho cái làn da của mình nó trắng sáng hơn. Còn làm thế nào để cái làn da của mình nó mịn màng hơn thì mình sẽ có một cái video về sau. Trắng rồi nhưng mà còn phải mịn màng không? Nhưng mà video này dài quá rồi nên mình sẽ làm part 2 cho các bạn ở cái video lần sau, làm thế nào để cái làn da của mình nó mịn màng như da em bé nhá. Còn video ngày hôm nay thì cũng khá là dài rồi và mình hy vọng là nó có thể giúp ích được các bạn trong cái quá trình làm trắng. Mình sẽ trở lại với những cái video hữu ích hơn và đừng quên like, share và subscribe kênh của mình nhé. Và follow Insta cũng như là fanpage của mình để cập nhật những cái video hữu ích hơn. Còn bây giờ thì goodbye, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.